Dạ rồi, Ngọc Trung cũng mến chào anh em bà con trên miền đảo quay trở lại với kênh của Ngọc Trung nha. Thì lời nói đầu tiên vô video thì Ngọc cũng xin chúc bà con là một buổi chiều ấm áp vui vẻ, cho nên niềm vui trong mọi cuộc sống ha. Thì hàng hôm nay bắt đầu về cho anh em ha. Nói chung hàng hôm nay về thì nói chung là có những con máy nó độc lắm nha anh em nha. Đó, thì chút nữa Ngọc sẽ lên chi tiết cho anh em ha. Thì toàn bộ tất cả các mặt hàng này là hàng chưa dọn, thì anh em lưu ý dùm cho Ngọc con cái là hàng chưa dọn nha. Thì toàn bộ tất cả các mặt hàng này là ship toàn quốc, yêu có một cái là không bao phí vận chuyển ha. Anh em lưu ý dùm cho Ngọc nha. Thì anh em nào mà đầu video vô mà mến thương Ngọc thì cho Ngọc xin một nút đăng ký, một nút like nha anh em nha. Đó, thì anh em cứ coi video và coi cho kỹ dùm cho Ngọc ha. Thì những cái dòng máy này thì hàng chưa dọn thì anh em cứ coi kỹ mà coi tới cô lui lại dùm cho Ngọc nha. Thì cứ coi cho kỹ vô là mình chốt hàng ha. Thì coi những con máy nào cảm thấy nó phù hợp với mình thì mình cứ chọn nha anh em nha. Đó, thì hàng hóa này thì anh em cũng biết rồi ha. Thì về sau nếu những con nào đẹp á, thì người ta để cho Ngọc giá đẹp, giá cao á, thì Ngọc sẽ bán giá cao xíu ha. Còn mà cái nào mà nó hơi xấu xấu người ta đỡ rẻ thì mình bây giờ mình bán rẻ lại. Đó, chứ không phải là lúc nào nó con này nó như vậy thì con kia nó cũng như kia nha anh em nha. Có mấy ông anh hỏi là cái con 330 á, mà hàng tàu xuất nhập mà mới mới 330 á, thì hiện tại là Ngọc tìm rồi mà chú có nha. Đó, để khi nào có là Ngọc sẽ lên video, hoặc là Ngọc tiền có là Ngọc sẽ gọi điện riêng cho ha. Thì tại vì nhiều lúc tiền không có ra nha anh em nha, anh em thông cảm cho Ngọc ha. Đó, thì đầu video vô thì anh em bà con có ghé thì anh em bà con cho Ngọc xin một nút đăng ký, một nút like nha anh em nha, chia sẻ mạnh tay vô cho Ngọc ha. Thì hôm nay hàng về nè, thì nó có nè một con bơm nước Kawasaki TF22 nha. Đó, một con là Robin gì EC025 nha. Ủa, này đẹp như mới luôn rồi. Chứ lại có một con độc quyền, hai con này là hai con độc quyền luôn này nè, nó đẹp. Con này là GX25 ha, hàng Nhật nha, hàng Nhật rặt luôn. Đó, nằm trên đầu bơm ha, đầu bơm ống hút xả 34. Con này nó là Nhật rặt nha anh em nha. Đó, nằm trên bơm nước luôn ha. Đó, một chút nó sẽ lên chi tiết anh em nha. Đó, một con GX25 hàng Thái xuất nhập, một con là GX35 tàu xuất nhập nha, tàu xuất nhập. Đó, GX35, một con bơm nước Cosin, con bơm nước Cosin nữa nè. Đó, Cosin nè. Với lại hôm nay có một con Echo 350 ha, 3500 nha anh em nha. Đó, Echo 3500, đẹp xuất sắc luôn. Con này nó bự sư luôn anh em thấy không nè, nó bự tà bá luôn. Con này có bố nha, Ngọc tháo bố, Ngọc đỡ riêng ra là sợ nó bể bố nó uổng ha. Đó, nhiều khi giật máy là nó bể bố nha anh em nha, ngồi xăng nổ nó dễ bể bố lắm. Con này đẹp như mới luôn anh em thấy không nè, cực kỳ đẹp ha. Đó, mẫu mã thì còn khá đẹp nha anh em nha. Đó, nó quá đẹp nha anh em nha. Ừ, thì hôm nay có một con EC05 nữa nè, bơm nước EC05 nè, ống hút xả, ống xả 42 nữa nè. Một con cây cắt tỉa hàng rào Mitsubishi T130 ha. Có một cây cưa này 5800 nè, cưa Homilot nè, cưa Homilot nè, rồi cưa Singu nè, rồi cưa Extin nè. Extin này có làm luôn nè, Extin 015 có làm luôn. Này đẹp cực kỳ luôn, có chữ Nhật luôn nè anh em thấy không nè, có chữ Nhật luôn nè. Rồi có một cái đầu nén ha, đầu nén 330 nữa nè. Con này Singu nè, con này là Homilot nè. À, cú lốc nhựa đó, Homilot ha. Có một con phun phong, đợi chút Ngọc sẽ lên chi tiết ha. Con này MD60 lần nha anh em nha. Đó, nó MD60 lần ha. Con này chẳng 60 sơ sơ lần nha anh em nha. Nè, nó MD60 là nó 60 sơ sơ ha. Đó, mấy ông nói vậy đó. Một con Echo nha, 450 nha anh em nha. Đó, Echo 450. Một con thổi lá mini luôn. Con này nó y như cái thùng luôn. Nó có tem luôn nha anh em nha. Nè, tem đó nè. Ừ, tem đó nè. Nó còn tem luôn ha. Y như chưa xài vậy. Ừ, còn đẹp cực kỳ luôn ha. Đó. Một con Arimitsuma gì? MD170 Maruyama nha anh em nha. Đó, đẹp cực kỳ luôn ha. Một con xịt thuốc bình 20 lít. Bình 20 lít mà con này chắc chứa được cũng được 23 lít nha anh em nha. Đó. Đẹp xuất sắc luôn ha, Robin. Đó, nó là Robin. Một cái bình xịt thuốc nha, có nén tum 260 nè. Cái này thì đầu máy bị của thằng Maru mà nó bị bể cái đầu máy ra, tháo đầu máy bỏ ra luôn hả. Đó. Bình 25 lít nha, bình 25 lít. Rồi, bây giờ vô tiếp cho anh em nè. Đầu tiên ha, bây giờ mình vô vấn đề chính cho anh em ha. Thì hôm nay có hai cây cắt cỏ nha, một con đây là con Robin nè. Robin này là 321 nha anh em nha, ba số lận. Đó. Nó là 321 ha. Đó, Robin 321. Con này thì rất là mạnh nha anh em nha, nồng 36 ly ha. Đó, rất là mạnh. Rồi có đầu xịt thuốc của thằng Echo nữa nè. Ừ, thì còn số mấy phụ tùng để cho anh em lấy phụ tùng ha. Đó. À, hôm nay có một con Yamaha nữa nè anh em.
con này giang ma mà sao trong bãi nó mồi săn nổ mà về đây ngọc dịch nóng nổ anh em à. Anh em giờ nghiên cứu thứ ơi, anh này lửa có rồi nha, lửa ok lắm. Con này 5 ngựa nha anh em nha, 5 ngựa. Đợi chút nữa Ngọc bán giá ưu đãi cho anh em ha. Giá ưu đãi cho anh em nha. Đó thì anh em coi kỹ những con nấy nào cảm thấy nó phù hợp với mình ha thì mình chọn nha anh em nha. Rồi bây giờ vô vấn đề chính ha. Thì đầu tiên Ngọc sẽ vô cho anh em là ba cái ống cần nha. Ba ống cần không có ti đâu anh em à, không có ti. Cái này như là của thằng Komatsu á nha anh em nha, Komatsu á. Mà không có ống ti nha, không có ti nha, cần nè. Ba ống ha. Cái này hình như ống 40 sao đó, ha. Ba ống này. Không có ti. Thì ba ống này bán cho anh em giá là 100.000 nha. Cái này về rủ nó đẹp lắm nè anh em. 100.000. 100.000, mã số 0. Rồi, vô số 1 nè. Số 1 vô cho anh em một cái cần nè. Cần đây là cần của thằng Echo là 253, 251 ha. Cần xoay 180 độ nè. Đó, thấy không? Thấy xoay không? Nè, cần này cần xoay nha. Echo 253 chuông còn đẹp nè. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ nha. Đầu bò chén kẹp đầy đủ ha. Rồi, cái này Ngọc sẽ để cho anh em. Đây lái có nha. Mất bên cao su ha. Rồi, cái này để cho anh em giá nó 330 ngàn ha. 330 ngàn. Mã số 1 ha anh em ha. Rồi, cho tiếp cho anh em một cái cần nè, cần này cần tum 260 nha, cần này xoay được nè. Lăng im nè, lăng nè. Lăng hình như nó cũng ủa. À. Nó cạ cái đầu bò nó cạ xuống dưới đây. Cái này là có chén kẹp đầu bò đầy đủ nha. Nè, chén kẹp đầu bò đầy đủ ha, lăng im nè. Đó. Rồi, cái này đỡ cho anh em giá nó là 230 ngàn nha. Tum 260 nha anh em nha. Mã số 2. Số 3 cho anh em một cái cần tum rồi 260 nè. Cần này cũng đẹp nè ha. Đó, cần này thì thiếu chén kẹp nha, thiếu chén kẹp ha anh em ha. Nè, lăng im nè. Đó. Rồi, cây này bán cho anh em giá nó 170 ngàn nha. 170 ngàn. Mã số 3. Vô số 4 này, số 4 vô cho anh em là một con Tanaka nè ha. Tanaka nè. Tanaka này nòng 32 ly nha anh em nha, nòng 32 ly ha. Con này tay lái chén kẹp đầu bò đầy đủ nha anh em nha. Nè. Đó, tay lái chén kẹp đầu bò đầy đủ. Con này mẫu mã cũng còn đẹp anh em. Để Ngọc giật máy cho anh em coi ha. Rồi. Con này thì tiền cước của nó là anh em lưu ý rằng toàn bộ tất cả các mặt hàng này là ship toàn quốc đều có một cái là không bao phí vận chuyển ha. Anh em lưu ý giùm cho Ngọc nha. Rồi, con này Ngọc sẽ bán cho anh em giá nó là 700.000 ha. 700.000 một cây cắt cỏ. Mà số 4. Cây này cũng nhẹ lắm nè anh em. Rồi. Vô số 5, vô cho anh em một con Rubin ha. Con này là 321 nha, nòng 36 ly ha. Chén kẹp đầu bò đầy đủ, tay lái đầy đủ. Thì mấy cái hàng này là về nhà anh em vệ sinh lại bình xăng con tiếp nha anh em nha. Đó, hàng này hàng chưa có dọn đâu ha. Mấy này thì mồi xăng nổ rồi. Con này nòng 36 ly nha, này giờ quấn cước tha hồ luôn ha anh em ha. Mẫu mã cũng còn đẹp nè ha. Rồi. Con này bán cho anh em giá nó 1.2 triệu nha. 1.2 triệu ha. Mã số 5. Rồi, vô số 4 nè. Rồi, vô số 6 nè. Số 6 vô cho anh em là một con xịt thuốc nè. Đưa con đầu máy đây. Con đầu máy lên chữ. Con số 6 nè. Số 6 vô cho anh em là một con Echo ha. Echo đây là Echo 606 này anh em. Đó, nằm bơm thuốc quạt ha. Con này nó bể cái bình rồi nha, nó bể cái bình rồi. Cái đế thì nó bị mẻ mấy cái này chỗ này nè, thì cái đế thì không liên quan nào ha, nó không ảnh hưởng tới máy đâu nha anh em nha. Thế như vậy cho đế nó vẫn còn chắc lắm nha anh em nha. Nè, bên này nó cũng nứt con đường nữa nè. Còn anh em nào không máy thì anh em lấy nguyên cục máy này về ha, để lại cái đế cũng được. Mà có cái đế nó cũng không giặt nhiêu ký đâu anh em à. Cái này thường thường chắc cỡ 30 ký à, 30 ngàn à. Tiền cước à, chắc cỡ 5-6 ký gì à. Đừng có đóng e. Rồi,
này về nhà anh em, cái này anh em về nhà anh em vệ sinh lại nữa là xài ha. Đó. Rồi con này để cho anh em giá nó bể mấy cái đế này ha. Cái đế này coi như là không bán đâu nha anh em nha. Cái anh em nào lấy thì Ngọc để về Ngọc gửi luôn ha. Và anh em nào lấy thì Ngọc gửi về luôn ha. Còn máy thì Ngọc tháo dùm cho ha. 600.000. Mã số 8. 66. À lộn, mã số 6. Số 6 nha anh em nha. Rồi, vô cho anh em một con số 7 nè. Số 7 này vô cho anh em là một con Giang Ma nha, Giang Ma nè. Con này là Giang Ma G35 ha, Giang Ma G35. Nó có hai cái đế sexy hai bên luôn nè anh em. Đó. Con này thì đẹp lắm nha anh em nha. Con này mẫu mã cũng còn đẹp nè. Bình xăng nó nè. Bình xăng nó còn chút xăng hay sao ạ? Đó, về nhà là anh em vệ sinh lại. Con này giật hơi một cái đi. Đó, hơi tốt nha anh em nha. Con này lửa có rồi ha, hơi tốt lắm. Mà sao ở trong bãi nó giật nổ mùi xăng nổ rồi mà sao Ngọc về đây Ngọc mùi xăng không nổ là không biết lý do gì ha. Về nhà anh em tự làm lại ha. Con này hơi lửa rất căng ha. Hơi lửa nó ok. Rồi, con này sẽ bán cho anh em giá nó là 800.000 cộng cước nha. 800.000 cộng cước. Hả? Mã số 7 nha, con này 5 ngựa ha. Đây. Nó 5 ngựa luôn nha. 5 HP nha anh em nha. Nè. 5 HP ha. Đó. Vô cho anh em là một con Mitsubishi ha. MD60 nha anh em nha. Đó là MD60. Con này còn đẹp xuất sắc luôn nha anh em nha. Đó, mẫu mã cực kỳ đẹp ha. Đó. Đây. Im riết rồi nó đầy đủ nha anh em nha. Đó, mẫu mã thì còn khá đẹp ha. Còn đẹp nha anh em nha. Bình nó tới đây là 12 lít ha. Bình nó 12 lít, máng đây là máng vuông nè. Máng vuông nha anh em nha. Đó. Máng vuông nè anh em thấy không? Đó. Rồi giật máy đi. Cái này anh em về chịu khó vệ sinh lại bình xăng cái nữa là xài nha anh em nha. Rồi con này MD60 ha, Mitsubishi MD60 nha anh em nha. Đó, cái dòng này nó là xài thằng phích lửa nha. Này xài một phích lửa nè, dòng này nó cũng ngon lắm nha anh em nha. Rồi con này Ngọc sẽ MD60, chẳng lẽ con này nó nằm 60 ly hả ta? 60 sơ sơ nha anh em nha. Nè. Ha, MD60. Rồi, con này bán cho anh em là giá nó là 700.000 ha. 700.000, mã số. Mã số 8. Rồi, số 9 nè. Số 9 là vô cho anh em nè. Số 9 là vô cho anh em là một con MD Echo ha, một con MD 450 nha. Con này là 450. Bình này cũng là 12 13 lít ha. 12 13 lít nha anh em nha, 10 lít tới đây. Lên tới đây là 12 13 lít ha. Máng này cũng là máng vuông nha anh em nha. Máng này cũng là máng vuông nè anh em thấy không? Đó, máng vuông ha. Đó. Còn đẹp xuất sắc luôn nha anh em nha. Mẫu mã thì khỏi phải bàn ha. Nè. Quay cho anh em nè, chi tiết cho anh em ha. Đó, còn đẹp nha. Còn đẹp cực kỳ ha. Có ốc tán trong này mà nó bằng đồng luôn này anh em thấy không? Nè. Đó. Còn khá đẹp nha anh em nha. Đó. Thì cái áo nó thì nó gãy 3 răng 4 răng vô đây nha anh em nha. Đó, có sao thấy sao thì báo vậy ha. Chứ còn thì xung quanh là Ngọc, nếu mà Ngọc quay mà nó có thiếu sót chỗ nào thì mong anh em bỏ qua ha. Đó. Thì đầu tiên là Ngọc thấy nó gãy 4 răng này nè ha. Đó. Rồi giật máy đi, bình xăng còn mới chát luôn anh em coi nè. Con này khá ngon nha anh em nha. Con này còn đẹp, còn ngon quá trời luôn nè anh em thấy không? Dòng Echo là anh em biết rồi ha. Đó. Rồi. Đó, nghe nói mấy anh cũng comment ở dưới YouTube là nói Ngọc tìm về để dễ dọn dễ làm nè. Đó, cái con này màu xăng nổ đó nè mấy anh ơi. Đó. Ốc tán nó còn màu đồng nha. Đó. Đây. Còn đẹp nha anh em nha. Đó. Ha. Rồi, con này Ngọc sẽ để cho anh em giá nó là 1.3 triệu nha. 1.3 triệu, 100.000, mã số 9, cộng cước ha. Vô cho anh em nè. Vô cho anh em là một con Hatsuta. Con này đẹp lắm. Đây hàng Nhật nha anh em nha, chứ không phải hàng Trung Quốc đâu nha anh em nha. Đó. Nó của thằng cô Mitsu á. Agi Mitsu anh em. Nè, anh em coi nè, có tem luôn nè, ha. Cùng mới chát luôn nè anh em thấy không?
nhỏ mini nhân bình này có 7 lít à ha. Để về thổi để cho mấy cô chú thổi trong nhà gia đình luôn nè, là đúng bài luôn này ha. Đó, nè nhẹ ký luôn nha cô chú nha. Đó, con này chắc tiền cước cỡ 45.000 à, con này nè. Đó. Rồi con này mẫu mã cực kỳ đẹp ha, cái này bình xăng dưới nha, về vệ sinh lại sơ qua cái xài ha. Đó, rồi con này còn đẹp nha anh em nha. Đó, cái này là mua về tặng cho mấy cô chú lớn tuổi là đúng bài luôn nè, con này đẹp xuất sắc luôn ha. Anh em nào mà không chốt ngọc cũng để dành cho tặng cho ông già ngọc luôn cho rồi, nó đẹp quá, nó quá mini luôn nè anh em, cực kỳ đẹp nha. Bô nó coi nè, bô nó như xài với anh em à. Rồi con này ngọc sẽ bán cho anh em giá 700.000 nha, con này đẹp như mới luôn, hàng đập thùng mà số 10. Số 11 vô cho anh em là một con Mitsubishi ha, Mitsubishi MD170 ha, Mitsubishi Maru Yamaha nè anh em thấy không? Nè Mitsubishi MD170 Maru Yamaha ha. Đó. Con này thì còn khá đẹp nha. Đó, mẫu mã coi anh em coi từ dưới lên trên nha. Nè ốc tán nè. Đó. Để ngọc quay chi tiết chưa? Đó, thấy không? Không có cái chỗ nào mà nó xấu hết anh em thấy không? Đó, anh em thấy nó đẹp không? Để ngọc quay chưa? Ừ, con này khá đẹp nha anh em nha. Đó, mẫu mã cực kỳ đẹp ha. Bình tới đây là 12 lít nè, lên tới đây cũng được 13, 14 lít đấy nha anh em nha, chứ không phải dòng vừa đâu. Máng này nó cũng là máng vuông nè. Đó, máng vuông nè. Ừ, rồi, giật máy. Cái đầu thổi này toàn máy đẹp đẹp không hơn anh em ha. Đó, ngọc lửa hôm nay máy đẹp đẹp không à. Đó, cực kỳ đẹp ha. Đó. Rồi, con này thì ngọc sẽ để cho anh em giá nó là 1.3 triệu nha anh em nha, 1.3 triệu cộng cước ha. Mã số 11 nha anh em nha, mã số 11 ha. Số 12 này vô cho anh em là một con Rubin nha. Con này thì bình nó thì bình nó là 20 lít nha, nhưng bình này cũng chứa được cũng được 22 lít anh em, nó có động cơ luôn ha. Đó, có động cơ luôn này, nó xài bằng quạt nha anh em nha, nó xài bằng quạt ha. Đó, mẫu mã thì khỏi phải bàn, bình này đẹp như mới luôn nè anh em thấy không nè, anh em coi nè cái bình nè ha, đẹp cực kỳ nha anh em nha. Đó, xài là xài bình xăng trên ha. Đó, cái này thì anh em biết rồi. Ui trời trời trời, ốc tán inox rồi, đẹp cực kỳ luôn. Rồi giật máy đi, bình 20 lít nè, 20 lít nè. Ngọc xăng hay sao, còn xăng không? Có xăng à? Có xăng à? Có xăng à nè. Có xăng rồi. Đổ xăng vô đi. Lấy 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 chạy xăng đổ vô hết xăng à. Hết xăng nó biểu sao còn tả nổ. Xin lỗi nha anh em, hết xăng. Rồi. Hết xăng nha anh em nha, thông cảm nha. Cho Ngọc ha, hết xăng hết xăng. Nãy Ngọc nhớ mùi xăng cũng mới nổ, con này đẹp như mới mà. À, đẹp cực kỳ luôn em coi nè, thấy không? Quá đẹp. Và để nó giật máy cho anh em coi nè. Đây. Đó, thấy anh em thấy không? Nó còn xăng là nó hết xăng nó lấy gì nó nổ đúng không anh em? Đó, rồi, rồi. Con này Ngọc có chữ Nhật luôn nè, bình này còn mới chát luôn nha anh em nha, bình này còn mới lắm nha anh em nha. Đó. Rồi, con này Ngọc sẽ để cho anh em giá nó là 870.000 nha, 870.000 ha. Đó, còn đẹp lắm nha, cây riêu dây riết rồi đầy đủ nha ha. Còn đẹp cực kỳ nha anh em nha, chứ không phải dần vừa đâu ha. Đó, bình 20 lít nè. Rồi, 870.000 nha anh em nha. Mã số 12. Con máy cũng đẹp ghê luôn. Rồi, vô cho anh em một cái đầu của thằng một cái bình xịt nha, bình xịt đây là bình xịt 25 lít nè ha, bình xịt 25 lít có đầu nén luôn. Đó, có đầu nén luôn nha anh em nha. Đó, có đầu nén luôn. Thì cái đầu nén này là tum 260 nha, tum này lăn im nè ha.
Đó, tôm này cũng lăn im này nha. Đó, chỉ còn thiếu cái động cơ nữa ha, thiếu động cơ nữa. Rồi, cái này về nhà anh em tự dọn lại ha. Đó, bên này còn dày lắm nha anh em nha, còn dày lắm. Xì lỗ một là ngọt không bao nha. Ừ, mẫu mã cực kỳ đẹp ha. Rồi, cái bình này thuốc này Ngọc sẽ để cho anh em giá nó là 570.000 nha, bình này còn mới nè. Mã số 13. Mã số 13 nha. 14 nè, 14 vô cho anh em làm một con TF22 ha, TF22. Kawasaki TF22 nha anh em nha. Đó, TF22. Thì cái con này là ống hút xả 34, lưu lượng nước của nó 110 lít nước trên phút, đẩy tầm cao là từ 35 đến 25, từ 35 m nè, thấy không anh em, thấy không? Đó, một phút của nó 110 lít nước trên phút nè. Con này thì tình trạng là ở trong bãi á, người ta đổ xăng vô á, thì nó không chảy xăng ra, về đây đổ xăng vô thì nó trào ra ngay chỗ cái bình xăng này nha. Đó, bình xăng con nha anh em nha. Đó, cho nên sửa máy không được ha. Này giật hơi thì giật cũng còn tốt nè. Đó, giật hơi còn tốt quá ha. Rồi con này thì bán cho anh em về tự dọn. Đó, con này thì bán cho anh em về tự dọn lại ha. Đó, con này thì có lửa rồi nha. Rồi, con này thì bán cho anh em giá nó là 550 đi, bán hơn xui với anh em luôn đi, 550 đi. 14, 15, con này thì anh em khỏi phải bàn, khá đẹp. Coi nè, con này đẹp như mới luôn nha anh em nha. Phôi tem đó nè. Số điện thoại bên Nhật anh em nào cần liên hệ thì liên hệ cái số này qua bên Nhật mua máy bơm nước nha anh em. Cực kỳ đẹp nha. Đó, ống hút xả là ống xả 34 ha. Robin này, EC025 ha. Con này đẹp như mới luôn nha anh em nha. Con này ống hút xả 34, lưu lượng nước nó 110 lít nước trên phút, đẩy tầm cao là từ 29 đến 35 m, đẩy tầm xa 110 mấy mét nha anh em nha. Giờ giật mới chết luôn. Hàng này là gì? Là anh em biết rồi đó. Mẫu máy thì khỏi phải bàn nha. Đó, cực kỳ đẹp như mới luôn ha. Rồi, con này để cho anh em giá nó là 1.150.000 nha. 1.150.000. Hả? 15. Nó phải đẹp keng keng như vậy nè. Mã số 15. Đó, con này đẹp keng keng luôn anh em thấy không? Đây, tiếp tới thằng VIP cho anh em nè. Một con GX 25. Hàng Nhật nha. Nè, inox nè. VG nè. Đó. Cái đây là gọi là WVG á. Đó, anh em thấy không? Honda gửi 35 ha. Nằm trên đầu bơm của thằng cô sinh, ống hút xả nó là 115 lít nước trên phút, đẩy tầm cao từ 30 đến 32 m, đẩy tầm xa là 100 lẻ mấy mét nè. Đó, ống hút xả là ống xả 34 nha anh em nha. Con này thì đẹp cực kỳ ha. Đó. Nhật mà. Hàng Nhật thì anh em biết rồi ha. Hàng Nhật nha anh em nha. Cái đầu máy cắt cỏ này mà nói thiệt của Nhật thì anh em biết giá nó rồi á. Bật công tắc cho ta. Lấy bật công tắc chưa? Đấy, anh em thấy máy không? Nghe em ru luôn ha. Nè, giật lại cho anh em nghe tiếng máy nè. Về nhà chỉnh gió gan ti lại nha, Ngọc chưa chỉnh nha. Đó. Thì cái này thì đổ xăng vô là dứt thôi ha. Đó, còn phần còn lại là của anh em ha. Nó về tự dọn lại nha, cái hàng này chưa có dọn đâu nha anh em nha. Đó, anh em lưu ý ha. Chứ không phải về nhà cái đầu có bình xăng còn vô ồn nhưng đó, về nhà dứt đi. Rồi nó nghe bụp 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 rồi điện thoại nó nha, ủa sao mày lên video rồi sao rồi máy nó không bụp bụp. Thì Ngọc đã mồi xăng nổ mà. Chứ Ngọc đâu có dọn đâu mà biểu. Rồi về nhà thì anh em phải tháo vệ sinh lại bình xăng con chứ, đúng không anh em? Con này bán cho anh em giá 1.600.000. Mã số 16. 17 vô cho anh em làm một con Komatsu nè ha. Komatsu nha, Komatsu ha. Đó, Komatsu. Con này thì ống hút xả 34 nha, ống hút xả 34 ha. Nằm trên đầu bơm cô sinh, lưu lượng nước của nó 110 lít nước trên phút, đẩy tầm cao từ 29 đến 35 m, đẩy tầm xa là 110 mấy mét nha anh em nha. Con này thì mồi xăng nổ rồi ha. Về nhà vệ sinh lại bình xăng con nữa là xài nha anh em nha. Đấy,
đây, công tắc là mình không đây nha anh em nha. Đó. Thì cái con này thì anh em lưu ý rằng là hàng chưa dọn nha, vì tháo bình xăng con ra vệ sinh lại ha. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 780.000 nha, cô Bích Su. Mã số 17. Rồi, 18 này, 18 là vô cho anh em là một con cô Bích Su nữa này ha, cô Bích Su nha. Đó, cũng là cô Bích Su luôn. Ống hút xả cũng là 34 luôn. Con này tem thì nó bị mờ một xíu rồi ha, bớt cho anh em con này 20.000. Đó. Nó mờ cái tem bên đây chứ còn tem bên đây còn rõ mà. Nằm trên đầu bơm cô xinh nha anh em nha. Đó, con này mẫu mã cực kỳ đẹp ha. Đó, con này có lửa rồi. Ồ, con này về nhà anh em tháo bình xăng con đây, cái thử nó có kẹt cái gì cộng với ga trong đây nha anh em nha. Nha. Đó. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 750.000 thôi ha. 750.000 thôi cộng cước thôi anh em ha. Về nhà anh em tháo bình xăng con nó ra kiểm tra lại cho Ngọc ha. Đó, 750.000. 750.000. Mã số 18 nha anh em nha. 19 nè. 19 thì vô cho anh em nè. Một con Rubin Acer 05 nha anh em nha. Đó, Acer 05 ha. Con này cực kỳ đẹp nha. Con này thì có lửa rồi. Ống tán thì đẹp xuất sắc luôn nè. Mà không biết tại sao mà ở trong bãi nó mồi xăng nổ về đây ngọt giật không nổ người ta, giật giùm đi. Rồi cái này về nhà anh em vệ sinh lại bình xăng con lại một cái nữa ha. Đó. Hồi nãy xuống xe ngọc giật nó nổ giờ nó nổ à. Chắc nãy ngọc xăng hay sao anh em. Rồi cái này về nhà anh em chịu khó vệ sinh lại bình xăng con ha. Đó, ống hút xả là ống xả 42 nha. Nó là ống xả 42, con này lưu lượng nước nó cũng mạnh lắm nha anh em nha, chứ không phải dòng vừa đâu. Nó hình như là thường thường nó là lưu lượng nước nó là bao nhiêu quên mất anh nè. 150 hay 160 lít nước trên 1 phút gì á. Đó, con này nè. Lòng con này lớn lắm nha. Acer 05 là anh em biết rồi ha. Lòng lớn. Con này xài xăng 2 thì nha. Đó, xài xăng 2 thì ha. Rồi, con này để cho anh em giá nó là 900.000 đây nha, 900.000. Mã số 19. Rồi, số 20 nè. 20 vô cho anh em là một cái tỷ hàng rào Mitsubishi 130 nha, nòng 34 ly ha. Làm lượng nó là dài là 1 gang, 2 gang, 3 gang, 3 gang rưỡi là 70 phân nha. Đó, con này 70 phân ha. Rồi giật máy giùm con này luôn. 70 phân nha anh em nha. Đó, 70 phân. Rồi, cái này về nhà vệ sinh bình xăng con nó xài hơn em ha. Rồi con này bán cho anh em giá nó là 850.000 nha. Mã số 20. Ủa xăng đâu mà chảy ra vậy? Lấy miếng vải lau miếng xăng, xăng đâu chảy ra dưới ta? Ủa cái này nó làm gì có xăng trời? Chẳng lẽ khiên máy có... Con này là một con hàng nó là một con máy cưa là 5.800 nha, 5.800 ha. Ủa giật trợ lực nha. Đó, giật lực nè. Ủa giật trợ lực ha. Con này đẹp như mới luôn nha anh em nha. Nè, tương đối còn đẹp ha. Nó còn khá đẹp nha anh em nha. Nè. Nó dài là 1 gang. Làm dài 4 tấc nha, làm này dài 4 tấc ha. Con này còn đẹp ha. Rồi, con này bán cho anh em giá 750.000 nha. Này nhìn nè. Con này bán cho anh em giá 750.000 nha anh em nha. Mã số 21. Rồi, 22 nè. 22 vô cho anh em nè. 22 vô cho anh em là một con cưa Singu nha. Singu ha. Singu đây là Singu 360 nha, 360 ha. Nó là cái nắp OE nó hơi bị nứt một đường này nè, với lại nó bị mẻ một xíu chỗ đây nha anh em nha. Nè. Mấy xíu cái này ha. Đó. Làm là làm ba tấc nha, làm ba tấc ha, làm ba tấc. Mẫu mã cực kỳ đẹp ha. Giật hơi cho anh em nè. Hơi còn tốt nha anh em nha. Đó, hơi vẫn còn tốt ha. Dàn đít sexy với nó cũng còn dày lắm nha anh em nha. Nè. Đó. Rồi, con này thì nó bị mẻ chỗ này một xíu ha, nó bị mẻ chỗ này một xíu nha anh em nha. Nó mẻ chỗ này một xíu. Không đáng kể gì đâu ha, không ảnh hưởng gì tới máy hết.
Rồi con này nước còn xíu xưa ha. Rồi. Đó, làm nó còn đẹp nha anh em nha. Rồi. Con này để cho anh em giá nó là 750 nha. 750 đi, nó mềm mẻ vô đang xíu rồi. 750.000. Mã số 22 ha. 23 này. 23 vô cho anh em một con cua lóc nhựa nha. Con cua lóc của con này có săn luôn hả ta? Ê, con này còn săn này không biết đâu cho nó nổ sao ta? Không tắt mặt đâu trời. Như con săn nhất của này nè. Hơi cũng tốt nha, nó còn săn nhất luôn nè anh em. Đó. Rồi, con này bán cho anh em 850.000 nha. Mã số 23. Nó còn săn nhất luôn kìa anh em ạ, thấy không? 24 vô cho anh em một con Xtin 015 nha. Đó, Xtin 015 ha. Con hàng Đức xuất Nhật nha, hàng Đức xuất Nhật. Đây, làm nó đây. Làm dài 3 tấc nha, làm dài 3 tấc, mẫu mã cực kỳ đẹp ha. Khá đẹp nha anh em nha. Còn đẹp. Giật hơi cho anh em nha. Hơi tốt nha. Đó, con này hơi tốt ha. Đó. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là còn mẫu mã nè. Ui trời, phải làm cũng còn đẹp ha. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 850 nha. 850. Mã số 24. 25 vô cho anh em một con Super Mini ha. Ui, con này đẹp cực kỳ luôn nha anh em nha. Nè. Vàng lông vàng lít còn đẹp lắm nha anh em nha. Giật hơi cho anh em nè. Hơi cực tốt ha. Rồi. Con này bán cho anh em giá 400.000 nha. Mã số 25. Mã số 25 nha anh em nha. 25. Lấy vàng cưa lên hết luôn đây. Vô cho anh em một con Hermes nữa nè, Hermes Mini tay cục nè. Ha, con này cũng đẹp nè. Ui, con này đẹp cực kỳ luôn nè. Đó. Hơi tốt nha. Rồi. Con này bán cho anh em giá nó 370.000 nha. 26. Rồi, vô tiếp cho anh em một con Hermes nữa nè ha. Con Hermes này ha. Con này cũng còn đẹp nè. Mẫu mã cực kỳ đẹp nha. Nè. Đó. Đẹp ha. Giật hơi cho anh em nè. Hơi tốt nha. Đó. Rồi, con này bán cho anh em giá 400.000 nha. 27. Mã số 27. 28 vô cho anh em một con cua lóc vàng nè ha. Cua lóc vàng mini luôn, tay cục luôn. Nhẹ nhàng. Đó, hơi tốt nha. Rồi, con này bán cho anh em giá 350 nha. 29. Rồi, mã số 28 nha anh em nha. Mã số 28. 29 vô cho anh em một con cua lóc nè. Cua lóc này thì nó bị nứt cái máy áo này rồi nha anh em nha. Nè, giờ anh em gò nó hàng nhôm lại ha. Cái còn con này giật ok lắm anh em à. Con này đó. Nó cạ nè. Nó cạ cái này nè ha. Đó, còn dây điện, dây lửa nó còn nè ha, ha. Dây điện nó còn nè. Đó, bán 200.000 cho anh em về anh em làm phụ tùng nha. 200.000. 29. Có cái xét của con cua lóc nữa nè, Hermes nữa nè ha. Nó thiếu hết rồi nha anh em nha. Giật máy nó kêu cái gì vậy? Đó, về nhà anh em giật được nha. Về nhà anh em lấy phụ tùng nha. Đó, bán cái này cũng 200.000 luôn cho anh em ha. 200.000 luôn. Mã số 30. 31 vô cho anh em một con Maru Yanma nha. Maru đây là Maru 23 sơ sơ ha. Con này thì bình xăng nó nứt chỗ này xíu nè ha. Nứt đây xíu nè. Đó. Nó tâm rời 260 nha. Thiếu bố rồi. Giật hơi cho anh em nè. Máy mạnh lắm nha anh em nha. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 700.000 ha. 700.000. Rồi 650 đi. Mã số 31. Vô cho anh em một con gửi 25 ha, hàng Thái xuất Nhật nha. Đó, hàng Thái xuất Nhật ha. Đó. Mẫu mã cực kỳ đẹp nha. Con này là chưa mồi săn nổ đâu nha. Đó. Con này thì bán cho anh em về lấy phụ tùng đi. Nó nổ ngon lắm, cái sau nó hết nổ luôn à, biết chà nữa. Rồi, con này còn đẹp nha anh em nha. Mẫu mã thì còn phải bàn rớt cái đầu chích thuốc xuống nè. Đó, thiếu bố ha. Nó cực kỳ đẹp nha anh em nha. Đó. Con này thì nắp bê đầy đủ ha. Rồi, con này bán cho anh em 700.000 đi ha. Giật hơi nè.
Giật thì vẫn có hơi đó ha anh em ha. Rồi, con này bán sống chết có số với anh em nha. 700.000. 32 hàng Thái nha anh em nha. Mã số 32. Vô cho anh em một con máy thằng Honda GX35 hàng tàu xuất Nhật nha. Hàng tàu mà sao nó lại có cái chữ Honda này anh em thấy không? Đó, bán hơn xuôi, một là anh em mà chúng Thái, hai là anh em chúng Trung Quốc thôi. Máy này đẹp lắm nha anh em nha, nó đẹp như mới luôn à. Nó là bố 330 mà gắn vô là xịt thuốc đúng bài luôn ha. Con này thiếu bố nha. Này đốt trên đầu xịt thuốc xuống luôn nè. Đó, mẫu mã cực kỳ đẹp ha. Rồi, con này bình xăng còn bả chát con này anh em ha. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 700.000 ha. 33. 34 vô cho anh em là một con Echo nha. Con Echo này, Echo đây là Echo 3400 nha. Nó là 3400, nằm con này cũng lớn lắm đó nha anh em nha. Nó ít nhất nó phải từ 36 đổ lên tới 40 ly mà không biết là bao nhiêu ly ha. Anh em giờ tháo ra đo thử nha anh em nha. Đấy, cái con này là nòng lớn nè, chứ không phải nòng nhỏ nè. Cái này về nhà vệ sinh là cái bình xăng con nữa đúng bài luôn ha. Dòng Echo anh em biết rồi, cỡ này thì khỏi phải bàn nha. Đó. Con này thì nói chung là con này còn đẹp nha. Đó. Con này còn khá đẹp ha. Đó, mẫu mã cực kỳ đẹp. Ủa, cái này nó bị răng cái bình xăng chỗ đây là nha. Nếu mà để Ngọc bỏ vô cho anh em một cái bình xăng giống vậy luôn nha. Ngọc có một cái bình xăng giống vậy luôn nè. Đó. Y vậy luôn, để Ngọc bỏ vô cho anh em kèm theo anh em luôn ha. Nó bị răng sao chuyển xăng ra nè. Anh em nào chốt thì Ngọc sẽ tặng cái bình xăng nó luôn ha. Rồi, con này bán cho anh em giá nó 1 triệu nha. Mã số 34. 35 vô cho anh em nè, 35 vô cho anh em một con Echo nha. Echo đây là Echo 045 ha, 045. Con này nằm trên đầu xịt thuốc quạt nha. Đó, đầu xịt thuốc quạt. Anh em nào có cái bình thì bỏ vô ha. Cái này về nhà anh em vệ sinh lại xíu đi, cái nó ngộp xăng ạ. Rồi, con này bán cho anh em giá là 500.000 nha, 500.000 ha. 500.000 mã số. Hả? 500.000. Mã số 33. 35. Mã số 35 nha anh em nha. Đó. 36 nè, 36 vô cho anh em một con Echo ha. Echo này 251 ha. 251. 251 con này có lửa rồi nha, giật hơi cho anh em nè. Hơi còn tốt ha. Rồi con này bán cho anh em giá 400.000 nha. 36. 37 nè, 37 vô cho anh em là một con Kawasaki KT17 nha. Con này bố lớn ha. Con này bố lớn. Con này còn đẹp nha. Đó. Con này hình như là nó nằm cái ổ giật này hình như là tua ngược hay sao ta. Đúng rồi, con này tua ngược rồi anh em. Anh em giờ nghiên cứu lại kiếm cái ổ giật nào chạy lại tua thuận đi ha. Bán rẻ cho em luôn. Nó tốt ha, hơi muốn còn tốt nè. Này nó có cục ICT nằm dưới đây luôn nè anh em thấy không? Nè, bự tà bá luôn nè. Rồi con này bán cho anh em giá nó là 300.000 đi ha. 300.000. Con này mà tôi thuận là bán 400 rồi. Số như vậy? 37. 300.000. Vô cho anh em là một con TD33 ha. TD33 nòng 36 ly. Bố lớn nha anh em nha, bố lớn ha. Bố còn dày nè, còn đẹp nè. Con này thì đủ đồ nè, thiếu cái cần nữa thôi. Giật hơi cho anh em nè. Đó, hơi tốt nha. Rồi, con này công tắc nè. Rồi con này bán cho anh em giá 700.000 ha. 700.000. 38.
39 này vô cho anh em cái đầu nén này ha, đầu nén này. Đó, lăng ti còn chạy nè anh em thấy không? Đó, thấy không? Đó, đầu nén là tôm còn đẹp nha, tôm cũng còn mới nè ha. Trong đây còn nhớt không? Về nhà anh em nhớ đổ nhớt vô đây ha, vệ sinh lại dọn lại ha. Vậy tháo ra mình đổ nhớt rồi vô ha. Lăng im nè. Rồi, cái này bán cho anh em giá 350 nha. 39. Chuông đẹp á. 40 vô cho anh em nè. Vô cho anh em là một con Kate 14 15 ha, Kate 15 Kawasaki Kate 15 nha, con này dàn cũng còn đẹp nè. Mà cái ổ giật nó bị cứng rồi nha. Nè. Cái giật nó bị cứng rồi, giật cũng được không? Mà lăn được nha. Nè, lăn được nè. Lăn được ha anh em ha. Nó lăn còn hơi còn chắc nguội luôn nè, coi nè. Hơi còn chắc nguội nha. Rồi, con này bán với anh em giá nó 300 ngàn ha. 300 ngàn. 40. 41 vô cho anh em cái con Kawasaki ha. Con này TF22 nha. Con này thiếu bình xăng con. Con này giật hơi tốt nè. Rồi, con này bán cho anh em giá 300 ngàn. Bình nước nha. 41. 42 nè, 42 vô cho anh em một con Echo nè, con này thì bể bình xăng rồi ha. Nó bể bình xăng đây rồi. Thì con này là Echo 204 nè ha. Cái này về cho anh em chế cháo rồi bày bà cho vui nha. Con này giật được nha. Vậy giật còn mới chán luôn nè. Nè, ISO nó nằm này ha. Rồi, con này bán cho anh em giá nó là 150 nha. 150. 45. 42. 42. Là số 42 ha. Lấy cái con lô bin kia luôn rồi, con lô bin đây nè, đây nè. Đó, đây đó, đó. Hai cái con này nó bị mất cái bít tông rồi nha anh em nha. Nè, hai con này mất bít tông rồi. Bán hai con này cho anh em 100 ngàn ha, mất bít tông rồi. Bán rẻ cho anh em 100 ngàn luôn hai con ha. 100 ngàn hai con. 43. Thằng này là thằng Robin nha, thằng Robin cấp. Thằng này Robin Robin cấp này hình như là 231 hay sao á. Hình như nó là 231 à. Còn này là Kobetsu Yano ha. Yano đây là Yano 22 sao á. 22 20 vậy á. Đó. Rồi. Vô cho anh em con G3 sơi này, con này mất bình xăng con nha. Con này mất bình xăng con. Lăn được nha. Lăn được. Nhìn thì thấy cái bít tông nó cũng còn trắng nè anh em. Mất bình xăng con nhìn thấy thì bít tông nó cũng còn trắng nha. Đó, ổ giật thì bị tuột rồi ha. À con ổ giật còn giật được chứ. Đó, rồi con này bán cho anh em giá 300 ngàn luôn nha. 300 ngàn. 41. 44. Con này thiếu ở bình xăng con nha. Vô cho anh em một con Hitachi. Hitachi đây là 26 xe sơi nè. 26 xe sơi nồng 34 ly ha. Đó. Bể bình xăng rồi nha. Lăn được nè. Con này giật được nha anh em nha. Con này giật được ha. Rồi. Con này bán cho anh em giá 250 nha. 45. 46 vô cho anh em một con Mitsubishi này, tơi 12 nha, Mitsubishi tơi 12 ha. Đó, tâm rồi 260 nhiều đợt hầu đợt có nhiều anh cũng hỏi dòng này ghê lắm nè. Con này có cục xe tép ở dưới đây nè. Dòng Mitsubishi là anh em biết rồi. Rồi nhạc bô ha. Rồi con này vẫn đang bị nhạc bô rồi nè anh em. Giật được nha. Nhập bô rồi. Rồi con này bán cho anh em giá 250 nha. 250. 46. 47 vô cho anh em một con Maru này. Maru đây là Maru 225 nha. Đó, ISO còn nè. ISO còn nè. Tục chà tục rồi. Biết lăn được không ta? Thôi bán hên xui đi. 200 ngàn nha. 200 ngàn ha. 47. 47. 48 nè, 48 vô cho anh em một con Komatsu này ha, G2A hay sơi gì đấy. G2A nha, G2A Komatsu, bình xăng thì chưa bể ha. Cái này giờ nhà anh em lên chớ ngang rồi cũng ngon lắm nè anh em, lên chớ hai kia mà chạy đúng bài luôn, xịt thuốc cũng ngon lắm. Nó nồng con này chắc cũng cỡ 32 ly á. Tụt đi giật rồi nha, nó bị tụt đi giật rồi. Thiếu bori. Lăn được nè. Đó. Rồi, cục này bán cho anh em giá 250 nha. 48. 49 vô cho anh em cục Sinowa nè, Sinowa đời Sinowa 22 ha, 22.
Rồi cục này bán cho em 150 nha. Con này bị cứng á, bán 150. 150 nha. 49. 50 vô cho anh em con single nè, single này tôm 260 nha, con này thiếu bố rồi, con này lăn được nè. Single 237 ha. Ủa 26 rồi mà. Tao trên này 26 mà sao ủa giật 237 ta. Rồi thôi. Giật được nha anh em nha. Rồi. Con này bán cho anh em 200 ngàn ha, 200 ngàn. Mã số 50. 51 vô cho anh em con beo nè ha, con beo siêu mini nè. Đó, bình xăng dưới nè. Đó. Con này bít tông nhìn cũng trắng mà tấu thui rồi. Ủa, con này giật ngon nè anh em. Rồi, con này bán cho anh em 120 ngàn nha. 51. 52 vô cho anh em nè, một con Mitsubishi tơi 15 ha. Ủa con này lăn được nè. Ủa, cứng à. Mitsu tơi 15 nha, lăn tới đây là cứng nha anh em nha, lăn tới xíu là cứng à. Đó. Nè. Tơi 15 ha, mất ổ giật rồi nha. Đó, nó mất ổ giật rồi. Một con này nó xài bằng y sơi luôn ha. Thường mấy cái dòng này dễ xài vít lửa, này xài y sơi luôn rồi. Rồi, cái này bán cho anh em 150 nha. Mitsubishi tơi 15 nha, 150 ngàn. 52. 53 vô cho anh em con Kawasaki KT 15 nữa này, bố cũng còn dày nè, 66 rồi ha, bị cứng à. Bán cho anh em về làm gì lấy được gì lấy ha, bán cho anh em 170 ngàn. 53. 54 nè, 54 vô cho anh em một con Shingu nữa nè ha, Shingu. Ủa con này còn ít xe tép luôn nè. Này còn ít xe tép luôn nè anh em. Giật hơi nè. Rồi thử lửa không. 15. Con này nó bị chạm cái gì đó, nó lúc có lúc không anh em à. Thôi. Bán cho anh em 170 ngàn đi. 170 ngàn nha anh em nha. 54. Có cục đầu tàu hàng tàu nha, cái hàng này như cuốn Nativo sao nè. Đúng rồi, cuốn Nativo á. Ha, 34 ly nha anh em nha, 34 ly lăn được nè. Này tôm rời 260 luôn nha. Đó, rồi bán cái này cho anh em 150 nha. 150 ngàn. Mã số 55. 56 vô cho anh em 5 cái chới nè. Chới này chới tàu. Tàu chút nhật. 5 cái 100 ngàn. 56. Vô cho em 3 cái cùm nè. Cùm tay lái nè hả. Cùm này 25 hay là 26 gì đây nè. Ba cái này bán cho anh em 100 ngàn, ba cái ha, cùng 100 ngàn. Mà số 57. Vô cho em ba cái cùm lớn này, cùm này cùm 28 hay sao ạ? Ha, cùm 28 hay sao nè, cùm bự sư. Rồi, ba cái này cũng bán cho anh em 100 ngàn. 58. 59 nè, vô cho anh em ba cây lam nè, ba cây lam hư nha. Ba cây lam hư nha anh em nha. Ba cây lam hư ha, một cây Makita nè, một cây Sinowa. Rồi, ba cây này cho anh em về làm dao ha. Rồi, ba cây này bán cho anh em 150. 59. 60 nè, hết đóng rồi nè. Trong đây coi thử anh em giờ anh em kiếm được. Ủa bên này cái củ cái bô của thằng TG25 này nè. Chuông, tôm. Hết đống này anh em về coi thử anh em có thiếu được cái gì lấy ha. Nhiều lúc anh em cần không có đâu anh em. Nè, mấy cái này cũng có nữa nè. Tập phu ri tùm lum, cái cọng dây thép nó dục đi. Nặng ký của bà con. Nè cầm nè. Cửa lưa hết nha. Để ổ dục của nãy chô nè. Ủa áo mít xu 170, 170 chứ. Rồi, cái này bán cho anh em 100 ngàn nha. Mã số sao nhiêu? Mã số 60 ha. Rồi, nói chung là hôm nay Ngọc Linh như này thì anh em coi cho kỹ ha. Thì coi thử những con máy nào mà nó phù hợp với mình thì mình cứ chọn anh em nha. Thì anh em lưu ý ha, hàng này hàng chưa dọn nha anh em nha. Đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại là
chuyến sau ha anh em ha. Anh em có cần những cái gì thì cứ comment trên YouTube hoặc là anh em kết bạn Zalo có số điện thoại của Ngọc lưu ở dưới tiêu đề nha anh em nha. Thì anh em cứ liên hệ cho Ngọc ha. Đó, cái gì mà sai sót bỏ qua cho Ngọc nha anh em nha.